Ừ, đứng lên, đứng lên. Đó, bạn trai đang đi nè, đang chở một cô gái đó. Bây giờ bạn trai đang chở bạn gái nè, đang chở về tường nè, đó. Bạn trai đang chở về tường nè, đó, đang ôm heo luôn nè. Rồi bây giờ em bắt gặp nè, em làm gì? Đang đi nè. Ờ thôi hai đứa đang đi bộ đi, hai đứa đang nắm tay đi chơi nè. Rồi. Đang đi nè, rồi em đi ngược lại giờ gặp nè. Sao anh lại nắm tay cô này? Lý do gì anh đi chung với cô này? Sao anh lại nắm tay cô ấy? Ờ, chị họ. Quê quán, công việc, nghề nghiệp của mình ha. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Ngọc Thuận, năm nay 27 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Và hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ hiện thì em đang có một quán ăn nhỏ ở đường Bầu Cát, Tân Bình. Chuyên về gì em? Dạ chuyên về bánh cuốn Bình Định. Ồ, quê mình Bình Định hả? Dạ. Chà, ông chủ nhỏ nha, bán bánh cuốn nha. Em thích ăn bánh cuốn không? Dạ, ăn là em thích. Ăn là em thích hả? Bớt lại đi. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em chào chương trình, em chào chị Cát Tường. Em tên là My, năm nay em 23 tuổi. Em đang làm kỹ thuật viên sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất cái gì cưng? Dạ, sản xuất linh kiện điện tử. Làm cho công ty? Đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh em ở đâu? Dạ, em ở quận 9. Quận 9, ở với ai cưng? Em ở với mẹ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố. À, ở thành phố luôn, giờ đang ở quận 9 với mẹ. Nhà đông anh chị em không? À, em là con một. Con một, rồi. Còn em, gia đình mình còn ở ngoài kia hay là vào trong này luôn rồi? Dạ, hiện tại thì mẹ em ở chung với em. Mẹ ở chung với em luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ, không hút thuốc. Và nhiều lúc thì nhậu một chút. Có nhậu chút xíu, không hút thuốc. Điểm yếu? Hơi ít nói. Hơi ít nói, phải tự tin lên, phải nói lên. Rồi, vậy điểm yếu của mình là gì nè? Hơi ít nói, hát dở. Hát dở hả? Đọc rap được phải không? Nghe đồn là đọc rap hay lắm phải không? Dạ, đọc rap thì tại đọc rap không, người ta không biết mình hát dở. Ủa, đọc rap hay thì hát phải hay chứ ta? Sao tôi mới nghe phải đọc rap hay mà để che đi cái hát dở? Tại vì đọc rap nó cũng phải vô dần vô điệu, nó phải có nhịp. Rap một khúc con nghe thử coi hát dở cỡ nào. Em xin một đoạn của bài Lặng của Khổng Tú Quỳnh. Rồi. Mùa đông lại đến, tầm bông tuyết lại rơi, làm như em buông lơi nhìn phía chân trời. Thì gặp lại em vòng tay hôm nay đã xa, con tim ta như lạnh giá, tâm hồn như gục ngã một chuyện tình đã qua. Em nghe đọc rap hay không cơ? Cũng hay. Cũng hay là có nghĩa là chưa hay lắm thôi. Thế còn em sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em thích làm việc nhà. Rảnh rỗi là tự tay trang trí nhà cửa. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng, thích ngủ nướng. Có một điểm yếu nữa là dễ bị cảm xúc chi phối. Ví dụ như là không biết là mình có nói gì khiến cho người ta giận mình hay không. Mình cứ suy nghĩ về vấn đề đó hoài, là hay bị cảm xúc nó điều khiển. Cảm xúc có điều khiển không? Hay là người khác điều khiển cảm xúc của mình? Dạ, cũng có thể là vậy. Tại vì cũng như là hai người nói chuyện với nhau, và em không biết là người kia có buồn mình chuyện gì hay không. Thế là mình phải suy nghĩ. Đúng rồi. Chi cho cực vậy em? Không nên, mình phải tự làm chủ mình, nhất là trong tình yêu. Ví dụ như giờ đó đi chơi, cái mình đang suy nghĩ, mình ngồi mình ghen quá, không biết đang đi đâu làm gì, cái mình ngồi mình suy nghĩ hoài, cái tự nhiên mình buồn mình khóc, giống chị đó, như vậy là tự mình hại bản thân mình. Dạ. Không nên, có hay ghen không? Lâu lâu. Ghen dữ không? Dạ không, ghen cái nào đúng thôi, ví dụ như ghen thường không có nào đúng hết trơn á. Giống như là anh đi làm bồng nghiệp nữ lại ngược đường với anh mà muốn anh trở về. Thì tất nhiên là em sẽ không đồng ý. Đâu có thuận đường đâu. Đúng rồi, đúng không rồi. Thuận đường thì sao, lý do gì phải trở về? À, rảnh quá. Đúng rồi. Là ghen. Dạ. Lúc em ghen em sẽ làm gì? Giận em không nói chuyện. Khóc mình, buồn mình. Khóc mình. Để cho người ta điều khiển cảm xúc của mình. Đúng rồi. Không được. Lần sau bạn trai mà chở đồng nghiệp mà không cùng đường về, có nghĩa là có ý đồ, ghen là mình phải nói liền, hoặc là mình phải làm lại. Bây giờ tôi anh vậy phải không, bây giờ tôi cũng sẽ để cho đồng nghiệp tôi chở tôi về. Mình phải quăng cục tức của mình vô cho người khác, mình không được ôm cục tức đó trong lòng mình. Có người chỉ vậy đó, mình phải sống ích kỷ một chút xíu. Ghê không? Mình bạn gái hay ghen lắm á. Mình có làm thì có phải là người lăng nhăng không? Dạ không. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi, kể nghe thử coi tại sao chia tay, quen được bao lâu? Em hiểu sao khi mà em thích hoặc là em mới bày tỏ tình cảm của mình ấy thì các bạn đều lấy chồng hết. Trời đất ơi, mới quen được bao lâu? Mối tình đầu tiên em thì là cuối năm cấp 3 á chị, lớp 12 á, vừa mới nói thích bạn cái bạn đi lấy chồng. Mới quen thích cái đi lấy chồng. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai em thì năm cuối của đại học quen cũng được 6 tháng. Dạ, cũng có nói tới chuyện tình cảm hôn nhân này kia. Cái thằng bạn không hiểu sao bạn đi lấy chồng. Không hiểu sao. Mà có tìm hiểu nguyên nhân không? Bên gia đình bạn xuống lấy chồng. Xuống lấy chồng. Dạ. Mà em cũng đòi cưới người ta rồi, sao người ta không lấy em? Tại lúc đó em chuẩn bị ra trường á chị, nên cũng chưa có chuẩn bị. Rồi từ đó tới nay không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Lý do?
Tại trước em cũng đi làm, tập trung làm này kia, cũng ít có thời gian. Ở quán bán bánh cuốn là có đông nhân viên không? Dạ, cũng hiện tại thì có hai nhân viên. Hai nhân viên nữ hay nam? Dạ, nam. Nam hả? Ủa sao không muốn nhân viên nữ mà muốn nhân viên nam? Cũng chưa có tuyển người thêm. Dạ. Mình thích nam hay thích nữ? Dạ, thích nữ. À, mình hỏi vậy đó cho nó rõ xíu thôi, nó giỡn thôi. Còn em, tình trường mình sao nè? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Rồi. Mối tình đầu là ở thời cấp 3, năm lớp 10 tới năm lớp 11. Mối tình sau của em là thời làm công ty, cũng quen được 3 tháng xong rồi. Trời ơi, sao cuộc tình của mấy người này ngắn ngủi không vậy cưng? Anh kia nói là mình không hợp thôi thì chia tay tốt cho cả hai. Người ta chia tay em? Dạ đúng rồi. Lý do? Không hợp chỗ nào? Em phải hỏi không hợp chỗ nào chứ. Như là tính cách cũng như là không có hòa hợp được với nhau á. Rồi em có buồn không? Buồn đựng thời gian thì thôi. Đựng thời gian bao lâu, buồn bao lâu? Tại vì cũng mối tình cũng khoảng 3 tháng rồi cho nên là chắc cũng buồn khoảng tháng 2 tháng xong rồi em lại vui chơi với bạn bè. Từ đó tới nay là bao lâu rồi không có bạn trai? Chắc cũng khoảng 2 đến 3 năm gì á. Lý do làm sao vậy? Đi muốn đi làm kiếm tiền hơn. Rồi bây giờ muốn có bạn trai chưa nè? Dạ bây giờ muốn quen có bạn trai thì mình có thể tìm hiểu trước xong rồi nếu được thời gian nhất định thì mình sẽ tiến tới cưới luôn. Bao lâu thì tiến tới cưới luôn? Em nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm là được. Em nghĩ bao lâu nữa em lấy vợ được? Dạ em cũng nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để lấy vợ chưa? Có vốn chưa? Để vốn thì có. Có. Ngon lành ông chủ á nha, về bán bánh cuốn nha. Bán thôi chứ đừng ăn nhiều quá nha, không được đâu. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Cao, cao hơn em. Anh có cao không chị? Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 67. Mét 67. Em cao nhiêu? Cao mét 6 à. Mét 6 mang giày thấp thấp xuống một chút. Trời ơi, mang giày là cao hơn người ta rồi. Rồi cái gì nữa? Đừng vô tâm, hơi hợp quá nè. Rồi. Biết chăm lo cho gia đình. Gì nữa không? Vóc dáng, mặt mày, gương mặt có tiêu chuẩn gì không? Sáng láng tiếng vậy. Đừng có... Sáng láng chứ phải sáng sủa đúng không? Dạ không, đừng có sáng quá, sủa quá. Chị hay nói với mẹ chị vậy đó. Mẹ chị hỏi là đó có sáng sủa không? Tao nói không có sáng sủa, chiều mới sủa. Khổ lắm, mẹ tôi miệng linh dễ sợ luôn. Cứ tôi quen bạn trai dẫn về giới thiệu bà, hỏi mẹ thấy bạn trai con sáng sủa không, bà nói này chiều sủa chứ sáng không có sủa, y như đằng mai mốt là chia tay à. Chờ hoài 40 năm rồi, 40 mấy năm bà chưa bao giờ bà nói công nhận bạn trai mày này sáng sủa thiệt. Chừng nào mà bà phải nói câu là sáng sủa lúc đó tôi mới lấy chồng được. Nói chung là ưa nhìn là được, dễ thương là được, với lại nói chuyện vui vẻ hòa đồng là được. Rồi tóc tai rồi có tiêu chuẩn gì không? Tóc ngắn rồi đừng hói là được. Không có tóc luôn được không? Đầu trọc cũng được. Đầu trọc cũng được, chỉ cần nhìn mặt ưa nhìn vậy sáng láng là được. Rồi ok, mẫu người bạn gái của em như thế nào? Dạ mẫu người bạn gái của em thì cao trên 1m55. Mét 6 rồi đó. Rồi gì nữa? Ưa nhìn. Rồi mắt mũi miệng? Dạ mắt to xíu. Mắt to xíu. Dạ tính tình thì chín chắn, cá tính. Cá tính, chín chắn. Nhiều khi kinh khỉnh như nam em cũng được. Rồi, có hình ảnh đâu? Đây rồi, nãy đây nè, đây chưa coi. Trời ơi, ai đâu? Nè, nhìn đi cưng. Bốn anh chàng đó đó, lóc chắc đó đó là con anh là bạn trai của em đó. Đó, bonus thêm tắm nữa luôn. 30 giây để lựa chọn người trong mộng, quên lộn, chọn người trong ảnh. Tìm ra cho em. Tin quá ha. Kiểu như mấy cậu ăn chưa no lo chưa tới, đi chơi, đi đá gà, đi bóng thun, đi nhảy dây gì á. Lựa hình đã ghê luôn vậy. Hình này chụp bao lâu rồi cưng? Gần 3 năm rồi chị. 3 năm rồi đó hả? 3 năm sau, già hơn được xíu. Giờ ra dáng ông chủ rồi. Ai trong số đó hiện tại là chủ bánh cuốn? Nhìn cũng khó chọn ghê. Anh này. Anh nào? Anh đó hả? Thích anh đó tôi gả anh đó đó nha. Rồi giữ nguyên hiện trường đó đi. Bên đây. Dạ, con này ạ. Cô đó. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mở cửa trái tim ra coi nha. Anh đội nón áo sọc, cô chính giữa đeo mắt kiếng để coi trúng hay không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Tên. Mình chọn đúng không? Sai rồi. Sai rồi hả? Anh đó là anh nào đâu? Nhanh nè. Cái gì? Ủa em là ai trong bốn anh chàng này? Dạ, em là áo đỏ. Ôi ơi, sai rồi. Rồi kiếm cái anh đó gả cho cổ. Còn em, cô này đúng không? Hay quá. Chàng trai này rất nhạy bén, đã đoán đúng rồi. Bây giờ cô gái đó không đúng mình phạt cổ gì em hả?
hát đi chị. Hát đi cưng. Em hát dở lắm. Vậy mới bị phạt, hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi đó. À, thôi em hát bài Tớ Thích Cậu đi. Ừ, Tớ Thích Cậu á. Tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trong mùa lần. Ủa có bài hát vậy luôn á hả? Đúng rồi, của Hành Sa La. Tớ thích cậu mất rồi, gì đó. Đúng rồi. Vậy hả? Tới bên cậu là tớ gì như múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Tớ tiến tới tới gần cậu đi tớ. À, cảm ơn. Hai đứa mình tâm sự chút xíu đi. À, hẹn hò như thế nào? Thí dụ bây giờ hẹn nhau thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Không biết là nhà bạn có mấy anh chị em? Có nhà mấy em. Anh chị em. Nhà em có mấy anh chị em? Thôi em là con một nè. Cũng một. Nếu mà mình có hẹn hò thì không biết là một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Có thể là từ 2 đến 3 lần. Tại vì em làm ở công ty là em làm 4 ngày em nghỉ được 3 ngày. Bây giờ vậy chị Tường sẽ đi chỗ khác nha. Chị Tường cho hai bạn không gian riêng 5-10 phút để hai bạn trò chuyện với nhau. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm rất là ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant ha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, gà chiên nước mắm và bò cuộn mỡ chài. Rồi mình vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Chị Tường ra ngoài ít phút, chị Tường quay trở lại. Chúc hai em ngon miệng. Anh cứ dùng tự nhiên nha. Mày em không biết là em thích ăn món gì. Em dễ nuôi lắm, món gì ngon là em thích. Chắc là em thích ăn vặt. Cũng có. Không biết anh nghĩ sao về vấn đề ở rễ hả? Nên sống nội tâm, tình cảm nhiều thì nếu mà vui thì anh ở được. Em ở nhà với mẹ em thôi, thì hai mẹ con vui tính lắm. Em có thích hay đi xem phim? Có. Mình thích là đi xem phim, đi trà sữa, hay là đi dạo ngoài phố đi bộ. Anh thì tối hay đi làm về thì nhiều khi đi dạo, xe đi dạo một vòng cũng mát. Em có hay đi phượt không? Em cũng thích đi phượt lắm á, nhưng mà tại vì đang đi làm á cũng chưa cho phép mình đi phượt nhiều. Như bình thường lúc rảnh á thì em thích làm gì? Em hay chơi game hoặc là lướt Facebook này nọ. Vậy em bán cả ngày vậy tối thường mấy giờ đóng cửa? Thường là từ 9:30 đến 10 giờ đóng cửa. 10 giờ tối đóng cửa. Em không thích về gì hoặc là sợ con gì? Em sợ nhất là con gián. Gián hả? Nó nhỏ nhưng mà em thì sợ. Cái điểm yếu mạnh nhất của anh là dù anh sợ mấy con mà nhiều chân ấy. Điểm yếu mà mạnh nhất luôn hả? Nhiều chân như là rết rít đúng không? Con cua anh, xưa anh sợ con cua. Anh nghĩ là nếu như mà quen nhau được á thì khoảng bao lâu tiến tới hôn nhân được? Tầm 6 tháng đến 1 năm thì đẹp. Cũng giống như em suy nghĩ. Tại thời gian ngắn quá thì nhiều khi mình chưa hiểu được, tìm hiểu được hết. Cơm ngon không cưng? Cơm tím tím là cơm thủy chung, ăn xong là hai đứa yêu nhau bền vững luôn. Dạ. Cơm ngon không? Cơm ngon lắm chị. Ngon lắm hả? Thế nãy giờ mình hỏi được gì nhau nhiều chưa? Sau này lấy nhau về thì em nghĩ nam nữ ai sẽ là người quản lý tài chính? Quản lý tài chính thì em nghĩ là bạn nữ sẽ có xíu việc nhà. Dạ. Kèm theo đó thì sẽ chia sẻ tài chính cho chị. Chia sẻ tài chính là sao? Có nghĩa là tiền mà ở nhà thì sẽ có một khoản riêng đó mà chi tiêu trong nhà. Còn đi ra ngoài thì có thể là hỏi ý kiến nhau để mà làm ăn hay gì đó thì nên hỏi ý kiến. Thì đương nhiên chuyện làm ăn trong nhà vợ chồng mình phải bàn bạc với nhau chứ, đúng không? Lấy vợ về mình sẽ sống ở đâu, hai chồng sống ở đâu? Trước mắt thì em chưa có nhà, nhưng mà khi mà tích góp đủ thì Hiện tại là mình nhà mình bán đó là nhà thuê. Thì mình lấy vợ về đó là mình sống chung với mẹ mình luôn đó, là làm dâu hay là mình sống riêng hay như thế nào? Trước mắt nếu mà được thì ở chỗ nào vui à? Thí dụ giờ ở rể được không? Nếu mà vui cũng được. Vui cũng được luôn. Còn em sao? Làm dâu được không? Dạ, làm dâu thì cũng được. Nhưng mà như là em có nãy có nói chuyện với bạn nam thì bạn em có hỏi về vấn đề ở rể thì bạn nam nói là vui là được. Thì em mới nói là hai mẹ con em ở chung nhau vui lắm, anh qua là anh cũng vui theo luôn. Vậy là có nói chuyện với nhau rồi, có trao đổi nhau rồi. Dạ có. Thế thì quan điểm của em trong tình yêu, em thấy điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Phải có tin tưởng thì mới làm ăn chung với nhau, hay là có tin tưởng thì mới không có ghen tuông nhiều, không có ghen tuông vớ vẩn được. Cô này cô ghen dữ lắm cho nên phải cho cô niềm tin. Bây giờ em sẽ bốc một lá thăm.
đọc lớn lên, yêu cầu bạn gái thực hiện điều trong đó. Dạ. Đang đi đường bắt gặp bạn trai ôm hôn một bạn nữ khác, bạn hãy diễn lại cách cư xử lúc đó. Trúng luôn rồi đó, trúng em luôn rồi đó. Bây giờ bạn trai minh họa nè, bạn trai đứng lên nè, chở một cô gái luôn. Hả? Ừ, đứng lên, đứng lên. Đó, bạn trai đang đi nè, đang chở một cô gái đó. Bây giờ bạn trai đang chở bạn gái nè, đang chở về tường nè, đó. Bạn trai đang chở về tường nè, đó, đang ôm heo luôn nè. Rồi bây giờ em bắt gặp nè, em làm gì? Đang đi nè. Ờ thôi, hai đứa đang đi bộ đi, hai đứa đang nắm tay đi chơi nè. Rồi. Đang đi nè, rồi em đi ngược lại nè, giờ gặp nè. Sao anh lại nắm tay cô này? Lý do gì anh đi chung với cô này, sao anh lại nắm tay cô ấy? Chị họ. Chị họ nào nắm tay kỳ vậy? Rồi sao tiếp đi em, tiếp đi em. Không có ai chị họ mà nắm tay vậy hết trơn á. Tại anh em, chị em nhà anh rất là thân. Cô không thân tới nỗi mà tới nước nắm tay dần dùng dẻ gì đâu. Anh có lý do nào khác nữa không? Có sao anh nói vậy anh? Còn không thì thôi không có chuyện đi. Khi nào mà anh có lý do chính đáng cho em thì hãy nói. Ủa cô này là ai vậy anh? Dạ, bạn gái. Bạn gái em hả? Sao đó giờ chị không nghe em nói em có bạn gái gì hết vậy? Dạ em ít khi quen bạn gái. Ủa ít khi quen bạn gái là sao? Dạ. Có nghĩa là bạn em chưa dẫn gì cho chị xem. Thì thôi về coi lại mối quan hệ của tụi mình đi đây. Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi, chứ em không nhào vô em cấu xé gì trơn hả cưng? Dằn tay ra thì mất giá trị của mình lắm. Cho nên là về nói chuyện lại. Nhưng mà sao em không tin là chị thì rủi ta chị thiệt rồi sao? Chị thiệt thì lúc đó em sẽ xin lỗi anh. Nhiều khi nóng lên thì mình sẽ có những lời nói không hay. Lúc đó mình sẽ xin lỗi anh sau. Nhưng mà nãy giờ chị thấy em đâu có nóng gì đâu, em rất là bình thường. Trong khi em nói với chị là em ghen dữ lắm. Chị tưởng đó em ghê gớm lắm chứ vậy em cũng hiền quá. Không, có đây nè em giữ bình tĩnh, nhiều khi ở ngoài đời không biết được đâu chị. Nhưng mà em trong đầu em tưởng tượng có thể em làm gì ghê gớm hơn vậy không? Có khi tát. Tát ai? Tát anh đó. Chứ không phải tát cô kia hả? Không có người thứ ba xuất hiện nữa, nhưng mà anh nó không cho phép. Đúng rồi, có tát là nhớ tát đàn ông á nha, không có tát phụ nữ. Phụ nữ không có tội. Dạ. Là đàn ông đi cô gái mà, đúng không? Đúng. Coi chừng nha. Rồi mời em gái. Ra đường gặp một cô gái ăn mặc sexy, bạn sẽ làm gì để tiếp cận cô gái? Sexy. Em thì em thích cái đẹp. Nhiều lúc... Ê, sao hơi cà lâm vậy cưng? Dạ. Sao hơi cà lâm vậy? Em biết. Hồi hộp là vậy hả? Bình thường có cà lâm không? Dạ không. Có ai nói em cà lâm chưa? Dạ không. Rồi giờ diễn luôn nè. Bây giờ ra đường nè, thấy một cô gái đang sexy mặc đồ đó, hở dài, hở rồi sao sexy không? Rồi giờ em muốn tiếp cận cô gái này em làm sao? Tấn công qua cho anh cho chị. Đi vòng qua bên đây. Tiếp cận đó. Tiếp cận, nay tiếp cận mà phải không em? Đúng rồi. Tiếp cận có nghĩa là giờ mình muốn cua cô này nè. Đó, mà cô mặc sexy mình thích nè. Coi chừng bị anh tát tay nha. Rồi coi như là thấy cổ rồi đó, từ xa thấy cổ rồi đó, thích kết của đen cổ rồi đó. Em ngồi đây một mình hả? Ngồi có một mình à. Anh ngồi bên kia nãy thấy em ngồi một mình thì em biết là anh ngồi đây trò chuyện với em xíu được không? Dạ được anh, cứ thoải mái. Cái gì mà khoanh tay hoài vậy? Đi cô gái mà đứng khoanh tay hoài giống như làm rễ vậy trời. Em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Tại sao lại muốn lấy số điện thoại của em? Tại anh thấy em cũng xinh. Anh muốn làm quen. Làm quen... muốn làm quen để hẹn hò hay là sao? Trước mắt là sẽ làm bạn. Sau đó nếu mà hợp tính với lại điều kiện như kia thì mình sẽ muốn hẹn hò nhau. Còn không biết em có đồng ý không? Cũng được đó. Thì trước mắt mình làm bạn được. Được rồi đó. Bình thường ngoài đời có nào vậy chưa? Có gặp ai rồi qua xin số điện thoại người ta vậy chưa? Chưa gì. Chưa hả? Hay sao? Dạ, thấy hơi bối rối. Hơi bối rối. Nãy giờ là mình diễn thôi. Đó là mình diễn theo tình huống thôi. Bây giờ mình thiệt nè. Giờ không có giỡn nữa mà giờ thiệt nè. Bây giờ hai bạn đứng lên. Này thiệt nha. Dạ. Hai bạn đứng lên. Nắm tay nhau 30 giây. Nhìn thẳng vào nhau rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận của nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta ngồi xuống nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình. Hiện tại mình đang nghĩ gì về đối phương hay mình có những cái suy nghĩ gì? Rồi bạn trai nói trước đi. Ngồi. Em có nắm tay bạn gái một tí xíu. Dạ. Thì em thấy tay bạn ấm. Trước là
Có thể là bao nhiêu người thì mình không gặp, nhưng mà sau thì có duyên mới gặp được. Thì sau này nếu mà có nợ thì mình sẽ bước tới. Anh thấy em cũng xinh xắn, tính cũng dễ thương, cởi mở. Trong lòng em hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng em cảm thấy trống. Em không có suy nghĩ được nhiều. Bối rối rồi đó. Thế còn em gái, em muốn nói điều gì với anh không? Em thấy anh cũng nhát, ít nói. Thì sau này nếu mà đi với em thì anh nói nhiều lên, hai đứa mới có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình gặp nhau được hôm nay cũng là một cái duyên. Thì sau này nếu mà nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn thì được, thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm nút. Với sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại ạ. Kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ xem sao. 1 2 3 Chàng trai vẫn nhanh hơn cô gái một chút xíu, nhưng mà cũng là đúng lúc kịp thời rồi. Chúc mừng hai bạn, về bên đây đứng luôn đi ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng khá là xứng đôi. Hy vọng rằng hai bạn cũng sẽ cho cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu như một cái cây hoa vậy đó, hai bạn phải cố gắng vun đắp cho nó ha. Và một ngày nào đó thì được thì sẽ báo tin vui cho chúng tôi biết. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm này, cái ngày chúng ta gặp nhau tại hẹn ăn trưa. Rồi, từ thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng ha. Chúng ta đến đây xem phim nè, rồi tâm sự trò chuyện với nhau. Nắm tay nhau, không có được buông ra nè, nắm tay thật chặt nha. Như vậy là hôm nay Tường đã thành công rồi quý vị ơi. Hy vọng họ cũng sẽ sớm về chung một nhà quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại.